Chào mừng các bạn đã tới với RTK Media. Hôm nay hãy cùng chúng mình đánh giá một phần phim kỷ niệm ra mắt trong thời gian gần đây, cũng đem tới kha khá những nhận định trái chiều, đó là Kamen Rider Files Niju Shunen Paradise Regain. Trước tiên như thường lệ sẽ là những thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim. Kamen Rider Files Paradise Regain là VCinex kỷ niệm 20 năm phát sóng của Kamen Rider Files, công chiếu giới hạn tại các rạp vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, phát hành Blu-ray, DVD vào ngày 29 tháng 5 năm 2024. Phim do Toshiki Inoue viết kịch bản, Yuta Tasaki làm đạo diễn. Giờ chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của phim nhé. Phim lấy bối cảnh 20 năm sau những sự kiện diễn ra trong TV series sau khi vua Orphanok đã bị hạ gục và tập đoàn Smart Brain sụp đổ. Đối lập với phần phim điện ảnh Paradise Lost lấy bối cảnh hậu tận thế khi con người gần như bị tuyệt diệt, Orphanok dần thống trị trái đất, thì ở Paradise Regain, giống loài Orphanok đang trên bờ vực diệt vong khi chính phủ thâu tóm tập đoàn Smart Brain, phát động chiến dịch truy lùng và tìm diệt các Orphanok. Họ tạo ra những android để lãnh đạo tập đoàn. Ở thời điểm này là một kẻ có nhân dạng giống với Kitazaki, Dragon Orphanok. Một nhóm nhỏ Orphanok dẫn đầu bởi Naoya Kaido đã phối hợp cùng Mari, Kusaka và Jotaro, cháu của Keitaro, để bảo vệ cho những Orphanok còn sót lại. Tuy đã tử trận trong TV series, nhưng bằng một lý do bí ẩn nào đó, Kusaka Masato đã quay trở lại để hỗ trợ dưới tư cách Kamen Rider Kaiza. Thời gian trước đó, các tế bào Orphanok trong cơ thể Inui Takumi bắt đầu phân rã, cái chết của anh đang dần cận kề. Takumi đã rời khỏi tiệm giặt ủi Kikuchi, sau đó được tập đoàn Smart Brain đem về, sử dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến để duy trì và kéo dài sự sống. Takumi sau đó sử dụng công nghệ mới, trở thành Kamen Rider Next Files, nhận lệnh từ Smart Brain đi tiêu diệt các Orphanok còn sót lại, chiến đấu bên cạnh các Rail Chopper và Kamen Rider Muse Kurumi Rena. 20 năm trôi qua với rất nhiều biến cố và bí ẩn xoay quanh các nhân vật của phim, khán giả sẽ dành ra 65 phút đồng hành cùng phần VCinex để tìm hiểu cụ thể hơn về những diễn biến trong phim. Để nhận xét, Kamen Rider Files Paradise Regain được thiết lập bối cảnh tương đối tốt, ít nhiều tạo được sự tò mò cho khán giả để theo dõi phim. Nhưng cách tập phim được triển khai lại khá lan man, chậm chạp, tạo sự mệt mỏi cho khán giả. Vì phim được chắp bút bởi biên kịch Toshiki Inoue, nên hai vấn đề cố hữu luôn tồn tại sẽ là những drama tình cảm chồng chéo trong phim và những nút thắt, dấu hỏi tuy được đưa vào nhưng không được giải quyết một cách thỏa đáng. Với phim của biên kịch Inoue, chúng ta không tò mò liệu mọi người sẽ có cái kết đẹp hay không, mà chúng ta chỉ cần quan tâm có nhân vật cũ nào chết hay có cặp nào toang nữa hay không. Về phần drama tình cảm, phim đem tới mối tình tay bốn phức tạp giữa các nhân vật là Takumi, Mari, Kusaka và Rena. Cụ thể, Kusaka vẫn yêu Mari, Mari và Takumi lại yêu nhau, Rena thì có tình cảm đơn phương với Takumi. Câu chuyện bùng binh của Kusaka, Mari và Takumi thì ít nhiều ta đã có thể hiểu được vì cũng có một vài hint và diễn biến nhất định trong phần TV series lẫn movie Paradise Lost. Nhưng mối tình chú cháu đơn phương của Kurumi Rena thì phần nào sẽ khiến khán giả cảm thấy rất lấn cấn. Một phần vì khoảng cách tuổi tác tương đối lớn giữa hai người, một phần là phim không hề dẫn dắt hay cài cắm phân đoạn hồi tưởng nào cho ta biết vì sao Rena lại dành tình cảm cho Takumi. Nên khi xem phim, nhiều khi ta cảm giác đây chỉ đơn thuần là sự cảm nắng thanh xuân của một thiếu nữ đôi mươi khi trước mặt là một ông chú chững chạc, trải đời, lạnh lùng, lãng tử. Do vậy, việc cài cắm cho nhân vật Rena nói một câu tỏ tình nổi tiếng của Nhật không làm tăng tính lãng mạn cho tình yêu chú cháu này, mà chỉ gây gượng ép một cách hời hợt. Và cũng bởi tình cảm đơn phương mù quáng này, Rena vì ghen tuông đã dắt tâm hãm hại thúc đẩy Mari trở thành một Orphanok. Tiếp đó, việc phát triển mối quan hệ tình cảm giữa Takumi và Mari cũng khá hời hợt, mờ nhạt, thiếu cảm xúc, khiến phân cảnh ân ái trong đêm mưa giữa hai người trở nên thừa thãi, lố bịch, gần như không đem đến chút giá trị nào cho phim. Mình cảm giác phân cảnh này đưa vào chỉ để thỏa mãn cái tâm quan có phần lệch lạc khi viết kịch bản của biên kịch Toshiki Inoue thôi vậy. Trước đây trong novel của Files, ông cũng đã cho nhân vật Mari bị Kusaka cưỡng bức. Đến khi quay phân cảnh quan hệ giữa Takumi và Mari, ông cũng muốn đích thân hai diễn viên phải đóng, nhưng vì bị cả hai người phản đối nên đã chuyển thành cảnh quay giữa hai Orphanok. Về việc giải quyết các nút thắt, người xem nói chung và fan của Files nói riêng mong chờ một phần hậu truyện chủ yếu để xem những vấn đề còn tồn đọng ở TV series sẽ được giải quyết như thế nào sau 20 năm. Nhưng biên kịch Inoue vẫn tiếp tục bỏ ngỏ những điều đó và dồn thêm rất nhiều vấn đề mới vào phim. Paradise Regain chỉ như một lát cắt đời sống nhỏ sau 20 năm, chứ không phải một câu chuyện có đầu có đuôi hoàn chỉnh. Bởi những vấn đề nghiêm trọng xảy ra trong phim cho tới cuối vẫn không được giải quyết một cách thỏa đáng. Takumi vẫn sẽ chết dần theo thời gian. Sau khi hạ gục Android Kitazaki và Android Kusaka, thì chính phủ vẫn còn rất nhiều những Android khác dự trữ, tiếp tục đưa lên làm chủ tịch mới của Smart Brain. Các Orphanok còn sót lại vẫn sẽ sống trong cảnh bị truy lùng, tìm diệt. Đây là cái kết mở để ngỏ tiềm năng cho những phần hậu truyện kỷ niệm tiếp theo. Song cũng chính vì vậy nên cái kết của phim trở nên rất dang dở, không giải quyết được những vấn đề lớn được đưa vào từ đầu phim. Bản thân mình khá thích những vấn đề mà biên kịch Inoue muốn đưa vào câu chuyện. Tuy nhiên, ông lại không biết tiết chế mà cứ liên tục đổ thêm tình tiết vào, khiến cho phim không còn thời lượng để mà giải quyết.
mà kể cả phim có thời lượng dài hơn đi chăng nữa, thì có lẽ biên kịch Inoue cũng chỉ đổ thêm tình tiết vào mà thôi. Điểm sáng đọng lại của phim có lẽ là những phân cảnh chiến đấu được làm tương đối tốt. Song, việc một hệ thống Rider cũ như Fize có thể hạ gục hai hệ thống tân tiến có trang bị Predictive AI như Muse và Next Kaiza vẫn sẽ khiến người xem cảm thấy khá lấn cấn, vô lý. Nếu muốn hợp lý hóa cho việc này thì chỉ có thể giải thích theo mặt ý nghĩa một cách cực kỳ gượng ép. Vì Fize vốn là thắt lưng được tạo ra để bảo vệ Orphanok, còn Fize Next ngược lại được tạo ra để tiêu diệt. Trong trường hợp này thì Takumi muốn bảo vệ Marie, một Orphanok, nên Fize thế hệ cũ là công cụ phù hợp nhất để chống lại thế hệ tối tân trang bị Predictive AI. Hoặc đơn giản chỉ vì Fize quá cũ nên AI mới không thể dự đoán được chuyển động. Vốn các phần phim kỷ niệm của cả Rider lẫn Sentai do Toei sản xuất thường đã không có chất lượng tốt, nên mình cũng không kỳ vọng gì nhiều khi xem Paradise Regain. Có thể nói, tuy không phạm vào những lỗi quá nghiêm trọng, xúc phạm khán giả, người hâm mộ như Kamen Rider O, Jushunen, Komedo tái sinh, thì Kamen Rider Fize, Paradise Regain cũng chỉ dừng ở mức một bộ phim tệ, thiếu sức sống, không đầu không đuôi, triển khai cốt truyện hời hợt, lan man, gây mệt mỏi. Tiếp theo, mình sẽ nhận xét nhanh về một số nhân vật nổi bật trong phim. Với Inui Takumi, anh đang chết dần khi các tế bào Orphanok trong cơ thể bị phân rã. Được Smart Brain cứu về và duy trì sự sống, Takumi trở thành tay sai đi truy lùng các Orphanok còn sót lại. Vẫn cái tính cách bất cần, thô lỗ khi xưa, nhưng Takumi trong phần phim này có phần yếu đuối hơn về mặt tinh thần. Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều cái chết xung quanh mình, đồng thời bản thân cũng đang chết dần chết mòn, nên Takumi không còn giữ được sự lạc quan và niềm tin hướng về tương lai nữa, chỉ tự thả trôi cuộc đời mình, phó mặc cho hoàn cảnh. Chỉ khi Marie rơi vào tình thế bị trở thành một Orphanok, Takumi mới phần nào tìm lại được lý tưởng khi xưa của mình để tiếp tục vùng lên chống lại tập đoàn Smart Brain và bảo vệ cho những người mà anh yêu thương. Takumi sớm muộn vẫn sẽ chết, nhưng sau cùng anh chọn sống cho hiện tại và tiếp tục chiến đấu. Một cách xây dựng nhân vật Takumi có phần đi lùi hơn so với TV series. Và trên thực tế thì còn có một Takumi khác cũng có câu chuyện tương tự như phiên bản của Paradise Regain, đó là Inui Takumi trong ngoại truyện Kamen Rider Jungle. Cũng có xuất phát điểm là sau tập cuối của TV series, cũng tận mắt chứng kiến rất nhiều cái chết từ bạn bè đến kẻ thù. Thảm thương hơn là cả Marie và Keitaro cũng không còn. Rồi cuối cùng, anh tự lừa dối bản thân đã mãn nguyện với kết cuộc này, rồi chết trong cô độc. Nhiều năm sau, Takumi được hồi sinh để vận hành cỗ máy thay đổi lịch sử. Anh bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, mà ở đó anh chịu nỗi đau chứng kiến cảnh đồng đội mình ngã xuống hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi lần như thế, dòng thời gian sẽ được tái lập, anh lại tiếp tục nhìn bạn bè ngã xuống. Cuối cùng thì tuy bản thân rất sợ chết, nhưng Takumi vẫn chọn cách xóa bỏ bản thân khỏi dòng thời gian để cứu lấy bạn bè mình. Một Takumi trải qua rất nhiều đau thương như vậy, nhưng vẫn tiếp tục sống đúng với lý tưởng của mình từ phần TV series. Tôi không có ước mơ, nhưng tôi có thể bảo vệ ước mơ của người khác. Khi đem so sánh Takumi trong phần ngoại truyện Kamen Rider Yongo do biên kịch Nobuhiro Mori viết, chúng ta lại càng cảm thấy Takumi ở Paradise Regain thảm hại đến chừng nào. Về phần Sonoda Marie, phần phim này ta cũng được thấy một Marie ít năng lượng, có phần sầu não hơn so với trong TV series. Có lẽ vì sự ra đi đường đột của Takumi cùng với nỗ lực nhỏ nhoi cố gắng bảo vệ các Orphanok còn sót lại trước thế lực quá lớn mạnh của Smart Brain. Bất đắc dĩ trở thành một Orphanok cùng lời tác động tâm lý trước đó của Takumi khi cho rằng Orphanok không hề có tương lai đã khiến Marie hoàn toàn kiệt quệ về tinh thần. Cô chọn cách nhảy lầu tự vẫn, nhưng tất nhiên một Orphanok không thể chết dễ dàng như vậy. Sau cùng cô chọn con đường giống như Takumi, sống cho hiện tại, tiếp tục chiến đấu để sinh tồn và bảo vệ bạn bè. Tiếp theo là Kusaka Masato. Giai đoạn đầu phim, anh trở lại một cách bí ẩn sau cái chết trước đó trong TV series khi bị Kiba lấy mạng. Tuy nhiên nhóm Marie lại không hề nghi ngờ gì. Chi tiết này cũng hợp lý vì trong TV series không ai biết được cái kết thật sự của Kusaka ra sao ngoại trừ Kiba, người cũng đã ra đi không lâu sau đó. Đồng hành cùng Marie tại tiệm giặt ủi Kikuchi, chiến đấu dưới tư cách Kamen Rider Kaiza, bảo vệ cho các Orphanok còn sót lại, Kusaka là chỗ dựa đáng tin cậy ở thời điểm hiện tại. Anh vẫn dành một tình cảm khá đặc biệt cho Marie nhưng chưa thực sự được hồi đáp. Tuy nhiên thực chất, Kusaka Masato này chỉ là một android do chính phủ cử tới để trừ khử những học sinh còn sót lại của trường Ryusei, bởi một ngày nào đó họ sẽ trở thành các Orphanok. Ngay khi chứng kiến Marie biến thành một Orphanok, Kusaka đã mất hết lý trí, trở thành cỗ máy tàn nhẫn tìm diệt cô bằng mọi giá. Tiếp đến, chủ tịch Kitazaki. Có nhân dạng và tính cách khá giống với Kitazaki, Dragon Orphanok trong TV series. Tên android này được chính phủ đưa vào lãnh đạo tập đoàn Smart Brain để săn lùng nốt các Orphanok còn sót lại. Một kẻ lạnh lùng, nhiều dã tâm, cánh tay hắn trang bị vô số những sợi dây sắc bén, dễ dàng xé nát kẻ địch. Kỹ năng chiến đấu của hắn rất đáng gờm, đặc biệt khi hóa thân thành Kamen Rider Muse, hắn gây rất nhiều khó dễ cho Takumi. Song, ai xem phim cũng đều hiểu được đây chỉ là những chướng ngại đầu tiên mà Takumi phải đối mặt, vì mấu chốt của vấn đề là chính phủ và tập đoàn Smart Brain thì chưa hề được giải quyết.
Cuối cùng trong dàn nhân vật trung tâm của phim, ta có Kurumi Rena, đội trưởng đội tiêu diệt Ophanok của Smart Brain, Kamen Rider Muse. Là cô gái trẻ đem lòng yêu đơn phương Inui Takumi, sự ghen tuông mù quáng của Rena đã đem tới những nút thắt trong bộ phim. Nhưng cũng chính tình yêu đó đã khiến cô làm trái lệnh tập đoàn Smart Brain, tha chết cho Inui Takumi để bảo vệ người cô yêu. Nhưng rồi Rena nhận phải một cái kết khá bi đát, ám ảnh. Đặc điểm nổi bật của Rena là cô rất ngại phải biến hình trước đám đông. Ngoài ra, phim có sự trở lại của nhân vật Naoya Kaido, Snake Ophanok. Nam diễn viên Mitsuru Karahashi vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, hóa thân trọn vẹn cho nhân vật. Nhìn chung, phần nhân vật trong phim dừng ở mức chấp nhận được. Các nhân vật chính diện tuy đều có phần trầm lắng, u sầu và tiêu cực hơn so với chính họ trong TV series, nhưng không có ai bị bẻ lái quá nhiều về mặt tính cách, không tạo ác cảm hay gây phản cảm cho khán giả xem phim. Tuyến phản diện thì có phần hơi mờ nhạt, chưa tạo được nhiều ấn tượng. Tiếp theo về phần hành động và kỹ xảo, tuy không phải quá đột phá, quá gây trầm trồ, nhưng Paradise Regain làm tương đối tốt ở khoản này. Những cảnh chiến đấu trong phim nhìn chung đẹp mắt, ấn tượng, nhất là khi Next Fight tiến vào hình dạng Axel. Phần kỹ xảo cho những pha ra đòn, Predictive AI hay Exit Shot cũng khá đẹp mắt. Tuy nhiên, cảnh Kusaka sử dụng Kaiza Blade Gun, phần hiệu ứng lưỡi kiếm bị làm khá ẩu, trông rất khó chịu. Một điều nữa vẫn cần phải chê ở đa số các phần phim kỷ niệm là chất lượng trang phục và phụ kiện đã khá xuống cấp. Dễ nhìn thấy nhất là phần body suit của Kamen Rider Fights, Kaiza bị hư hại khá nhiều. Phần memory chip của Fights Phone cũng đã ố vàng nhựa clear theo thời gian. Tất nhiên có thể lấy lý do rằng Toei chỉ sản xuất đúng một tập phim nên không đầu tư làm lại trang phục mới. Nhưng điều này vẫn cho thấy sự hời hợt, thiếu đầu tư, thiếu tâm huyết của ekip làm phim. Nhất là khi phim còn được đem đi chiếu rạp và thương mại hóa để bán DVD, Blu-ray và đồ chơi ăn theo. Âm nhạc có lẽ là điểm đáng khen nhất của Paradise Regain. Phim vẫn sử dụng những bản background music rất bắt tai trong TV series, được cài cắm hợp lý trong từng cảnh phim, dẫn dắt cảm xúc cho khán giả. Phần nhạc nền Blast the Form sử dụng trong cảnh Henshin cuối phim của Kamen Rider Fights nghe rất đã tai, đẩy cảm xúc cho người xem. Thêm vào đó là bài opening phát lên trong cảnh chiến đấu cuối cũng rất hợp lý, tạo hiệu ứng cảm xúc tốt. Đặc biệt nhất phải kể đến là ca khúc chủ đề của phim Identifies do chú Issa thể hiện, thực sự vô cùng lôi cuốn, bắt tai, tạo ấn tượng rất tốt ngay từ lần đầu được nghe. Sau cùng là một vài thông tin bên lề so với bộ phim. Kamen Rider Fights Paradise Regain là phần phim kỷ niệm 20 năm đầu tiên của loạt phim Kamen Rider. Tên của phần phim được đặt theo một bài thơ của John Milton, nói về những cám dỗ của Chúa, từ chối nhận phần thưởng của quỷ Satan, phản ánh qua việc Takumi phục tùng Smart Brain, đi ngược lại lý tưởng cũ của bản thân vì sợ chết. Phần tiêu đề này nhằm để đối lập với movie Paradise Lost. Một vài nhân vật cũ như Kiba, Yuka, Keitaro và Mihara không xuất hiện trong phim. Kiba và Yuka đều đã mất trong TV series nên có thể lý giải được. Song nguyên nhân cụ thể cho sự vắng mặt này là nam diễn viên Masayuki Izumi thủ vai Kiba đã qua đời vào ngày 28 tháng 7 năm 2015 sau khi chống chọi với căn bệnh quái ác. Nữ diễn viên Leilani Yoshika Gaisha thủ vai Yuka và Atsushi Harada thủ vai Mihara không sắp xếp được lịch trình để tham gia. Còn nam diễn viên Ken Mizorogi thủ vai Keitaro đã rút lui khỏi ngành giải trí từ tháng 12 năm 2022. Trong phim, qua lời kể của Naoya Kaido, nhân vật Keitaro đi du lịch với hoài bão giặt sạch quần áo trên khắp thế giới. Siêu actor của Fights, Bác Takaiwa Seiji có màn cameo trong phim với vai thực khách ở quán ramen. Bác cũng thực hiện lại động tác vẩy tay đặc trưng của Fights trước mỗi lần chiến đấu ở cảnh bị đổ nước sôi vào người. Ngoài ra, tuy không có liên quan gì đến nội dung phim, nhưng các footage của movie Paradise Lost vẫn được đưa vào phần intro. Vậy trên đây là nhận xét, đánh giá của nhóm chúng mình về Kamen Rider Fights Niju Shunen Paradise Regain. Xét về tổng thể, đây không phải một màn tri ân quá ấn tượng dành cho Kamen Rider Fights. Phim khá nhàm chán, lê thê, ít cao trào, không giải quyết được thỏa đáng những vấn đề được đặt ra. May mắn là những nhân vật góp mặt tương đối tròn trịa, không có ai bị thay đổi, mâu thuẫn tính cách quá nhiều so với TV series. Phần âm nhạc, hành động và kỹ xảo tương đối tốt. Còn các bạn cảm thấy thế nào về phần phim này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share video và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video hơn. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!